Chào các bạn nha, thì hôm nay là giải đua vỏ lãi mini nha cả nhà mình. Thì hôm nay thì rất là nhiều đội ở tại đây luôn. Thì hôm nay Sang sẽ đưa các bạn đến với giải ở đây. Và mình sẽ bước vào trong đó cả nhà mình xem như thế nào ở tại đây nha. Thì hôm nay Sang cũng đi trễ do cái lịch trình nó báo á. Thì do là cái lịch trình báo thì Sang cũng đi trễ đến đây. Bây giờ mình sẽ bước vào trong, mình sẽ xem. Đang trao giải cờ để lưu niệm. Thì ở trong đó là nó có những cái gì nha. Thì ở đây là những cái đội mà chuẩn bị cho cái buổi lễ hôm nay á cả nhà mình. Rất là đông. Cờ lưu niệm rất là nhiều. Đây là ngôi chùa ở tại đây nha. Chùa rất là lớn. Và ở đây thì là nơi mà trao giải những tờ lưu niệm cho nhỉ. Các bạn ơi, chúng ta có nhận ở đây. Để quan sát ra các trận thi đấu những vòng loại trực tiếp đó thì chúng ta gặp ban tổ chức chúng ta nhận nha. Cả nhà mình thấy thì ở đây thì có những đội rất là đông. Chứ ra chạy nhất là niệm đua vỏ lãi cho em mượn quay tí được. Đây là chùa Không Tức Tha May giải đua vỏ lãi nha. Chúc mừng Tết cổ truyền Tha May nha cả nhà. Thì đây là tặng lưu niệm á anh. Dạ. Mình ở đội nào? Dinh ngay Dương Hòa. Dương Hòa. Dạ. Thì ở đây hôm nay mình thi được bao nhiêu loại anh? 31. 31 đội. Dạ. Anh có mình có thể biết là giải nhất mình được bao nhiêu tiền? Giải nhất 3 triệu. Dạ, giải nhất 3 triệu. Rồi giải nhì giải khuyến khích. Giải nhì 2 triệu rưỡi. Dạ, 2 triệu rưỡi. Rồi mình có được tặng những cái gì nữa không? Tặng cờ lưu niệm với đầu ghe 200 ngàn. Dạ, đầu ghe 200 ngàn. Dạ. Thì hôm nay mình bên mình được thi mấy đội anh? Hả? Hôm nay bên mình mấy đội? Một đội hay là hai đội? Bên một đội. Một đội. Bên ngay Trung Hòa một đội. Dạ. Mình có áp khác cũng có một xóm ghe khác nữa. Đó. Dạ. Tổng cộng là 31 chiếc. Dạ, 31 chiếc. Thì Sang để cho cả nhà mình xem rõ hơn ở đây nha. Một đội gì bao nhiêu người anh? Một ghe gì bao nhiêu người? 7 người ạ. 8 người. À, 7. Mọi người chắc mọi người chúng ta ở lại để làm lễ chào cờ và làm chương trình rồi hết lên. Cho lại chút đi. Bữa nay lại lấy giải phân cúp nha các bạn. Phân cúp nha. Ông Tàu á. Ông Tàu. Ở đây rất là đông nha. Chúng ta lại chào cờ phía trước. Chúng ta lại chắc là chương trình chào cờ phía trước. Chúng ta lại chào cờ phía trước. Đội mình ở đâu nè? Đội mình ở đâu rồi? Hôm nay là quyết tâm lấy chiến thắng không? La lớn lên coi! Thì cả nhà mình thấy là có 31 đội vỏ lãi nha. Thì ở đây có danh sách số thứ tự đàng hoàng hết trơn nha. Hello. Mình, con ở chùa nào nè? Con ở chùa nào? À. Còn mình ở đây ở chùa nào? À. Còn bên đây mình ở chùa nào? Trung Bình. Rồi bên kia mình ở chùa nào đó?
Lâm Kết, Trung Hòa 1. À, có chữ nha. Kinh Ngay, Sơn Keo, có bỏ chữ hết trơn nha. Thì hôm nay cả nhà mình biết là có 31 đội ghe. Thì những đội ghe đi thi đấu thì có những rất là thành viên trẻ luôn. Thì cả nhà mình cũng biết là thành viên trẻ ở đây thì rất là năng động nha. Các bạn trẻ rất là năng động, đủ sức lực để có những cái sức lực mà để chiến đấu trong buổi đua võ lãi này. Rất là hình ảnh rất là đẹp luôn cả nhà ơi. À, năng động quá vậy các bạn, ở ngoài đó năng động quá vậy. Ở bên kia có những đội là Sông Lớn, rồi Trung Thành, và tiếng Khmer bên đó là đội gì mới, Sơn Thành 2. Quá năng động rồi các bạn, quá năng động rồi. Còn gì? Cái gì vậy? Kênh sang Trọng với Lóc này sang miền Tây. Hay là sang miền Tây nhớ đăng ký kênh em nha. Đây. Ở đó cũng các đội đang di chuyển lại đó cả nhà mình. Rất là vui cả nhà. Thì đây là điểm là về đích ngay cả nhà. Cả nhà mình thấy đây là điểm về đích. Còn bên trên kia là điểm xuất phát. Ở kia điểm xuất phát khi mà về đích ở đây nha. À, các cổ động viên trẻ đến đây để cổ vũ đua võ lãi 2024 luôn đó cả nhà mình. Thì hôm nay ngày thứ hai, ngày 14 cũng là Tết Khơ Nam Khơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer ở tại Sóc Trăng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nha. Thì hôm qua thì cả nhà cũng coi em quay đua ghe ngò ở tại Bạc Liêu. Thì hôm nay cả nhà cũng thấy em quay ở tại Sóc Trăng cũng đua võ lãi, hấp dẫn hơn đua ghe ngò nghe cả nhà, mới mẻ hơn luôn. Trường đại diện các quận đứng dự và đưa đến trường 31 đội hơn 240 vận động viên tham dự, trường đại diện các quận và thủ trưởng đại diện các diện viên quân nhân. Đội nội dung trường đại diện các quận đứng dự và đưa đến trường 31 đội hơn 240 vận động viên tham dự, trường đại diện các quận đứng dự và đưa đến trường trọng tài, huấn luyện viên, đồng vận viên, toàn thể bà con Phật tử thân mến. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về diễn viên của các đội ghe về dự thao hôm nay và xin nhiệt liệt cảm ơn. Ngày các đội đã đến cầu đầy đủ để ngày hội giải đua vội lại Tết Cổ truyền Tết Nam Cổ Mây 2024 tại chùa Phúc Đức Mây được thành trụ tốt đẹp để tạo cơ hội ưu tư lành mạnh, góp phần chào mừng ngày lễ hội của bà con dân tộc Khmer thông qua thi đấu năm thúc đẩy tập luyện thể thao đẩy mạnh phong trào trên kia rất là đông từ số 1 đến số 31 và cả nhà mình cũng thấy là có những tên nha. Trung Trung Thống Hòa 2 và có những tên Dạ É. Trên dịp trước chủ tiền của sân bay của bà con dân tộc Khmer năm 2024 chưa phúc các có thể là những sản phẩm trước chủ tiền của sân bay của dân tộc Khmer năm 2024 động viên nhiệt tình. Nhiệt tình không? Nhiệt tình la lên coi. Mình ở đội nào? Sớm chùa cố lên. Sớm chùa cố lên. Đây là những cổ động viên năng động nhất nha. Năng động nhất luôn. Có sư thầy ở đây cũng là năng động lắm nè. Sư thầy ở chùa nào chứ thầy? Chùa Phong Tích Mây. Phong Tích Mây. Chùa nhà luôn. Chùa nhà luôn. Ở đây thì rất là nhiều cổ động viên ở đây luôn nha. Phân tích xem anh. Chúng
Trời. Ủa có kèn đâu? Kèn chấm đâu? Chạy mua kèn đi mấy em. Mua kèn mua chấm đập đi. Nghèo quá bên nhà đầu tư. Chạy hai vòng về rồi. Chạy về nhà lấy hai cái vòng lại đi. Em ơi. Phải sao bà đó đây? Vô chùa mở. Phải sao bà? Thì bây giờ các bạn là đang di chuyển về cái điểm xuất phát nha cả nhà. Thì điểm xuất phát nằm đây là cách cả nhà mình cũng thấy là rất là rõ nha. Thì em ráng cố gắng em quay, em thu hình cho nó tốt nhất để em gửi đến cho cả nhà mình xem. Thì bây giờ cả nhà mình cũng thấy là các bạn đang di chuyển lên trên kia. Thì hôm nay thì giải đua võ lãi thì nó có 31 đội nha cả nhà mình. Các bạn thành viên trẻ thì cả nhà mình cũng biết là những thành viên trẻ thì các bạn rất là năng động và các bạn đủ sức lực để chiến đấu xong lớn nha. Khu ba tàu à, bạn ở đây rất là năng động nha. Tên gì vậy? Sang Trần Vlog hay là Sang Miền Tây? Sang Trần Vlog là Sang Miền Tây. Sang Miền Tây. Khuôn.
một cái hình ảnh mà trên con sông này rất là đẹp luôn cả nhà mình. Thì đây là một cách mà đua vỏ lãi mới mẻ nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì cả nhà mình biết mỗi lần em đi trực tiếp thì đua ghe ngo hay là ghe ngo mini, chứ em chưa có quay đua vỏ ngãi này ha. Cổ động viên này đang ngồi trên bờ mà sợ té. Cái nhà mình biết cổ động viên lớn tuổi nhất mà sợ té nha. Ôm cây dừa. Thì hôm nay cũng là ngày thứ hai, ngày cho Tết cho năm cơm ai cổ truyền của người dân tộc Khmer. Thì cả nhà mình cũng biết là ngày thứ hai diễn ra 4 ngày nha cả nhà. Thì hôm nay là ngày thứ hai thì Tết cho năm cơm ai cũng là giống y chang Tết cổ truyền của người dân tộc Kinh vậy đó cả nhà. Cũng là vô một cái tuổi mới giống người dân tộc Kinh mình luôn. Thì Tết cổ truyền rất là quan trọng nha. Thì khi mà Tết cổ truyền của người dân tộc Khmer diễn ra những cái lễ hội đua ghe ngo hay là giải lội võ lãi hay là những cái trò chơi nhân gian để khuyến khích bà con đến chùa để có những cái chương trình lễ hội. Ở trong chùa cả nhà mình cũng biết có những chương trình như là lễ hội hát dù kê hay là âm nhạc nhạc sống, có những khu vui chơi ở trong chùa. Thì ngày mốt thì em sẽ trực tiếp ở tại chùa Ô Chum diễn ra lễ hội đó là lập. Con mình đặt nhạc nhạc đâu con. Cái này chơi hết mình thiệt rồi đó cả nhà mà. Mình cổ động viên có chùa nào mình la lên chứ. Ai chùa tính tức mấy. Sáng chùa. Sáng chùa, sáng chùa tụi. Bữa nó ngủ lại bờ bờ bán đó. Em đất đá ta chở. Em thấy quay chứ. Em cái này nhẹ rồi. Cái này là xóm chùa là thiếu á. Ai dàn nhà tới tới ở đợi trên cầu Lý Quân kìa. Cầu Lý Tướng ơi. Cầu Lý Quân dàn nhà tới rồi. Hai bên mạnh thôn á mình lỗ. Ở đây còn cái đội ở đây đang di chuyển gì cái đích. Còn cái đội đây thì cả nhà mình biết bạn các bạn đang di chuyển gì cái điểm đích ở dưới kia. Cái điểm xuất phát. Hay là kinh ngay. Thì một đội như có 8 bạn thành viên nha. Có 8 bạn. Bên kia có đồng cũng đem cái nấm xô cho quậy nó rồi cả nhà mình. Thank you.
Quay cái lá cờ ra, em quay cái lá cờ ra. Quay lá cờ ra. Ủa? Đạo phép có, đạo phép có. Đạo phép có. Đạo phép có. Đứng bà đội nè. Đó, xong chùa. Xong chùa. Xong chùa. Xong chùa. Xong lầy lầy có nào, lầy có nào em quậy cho coi, lầy có nào đừng vô là thiếu được em xong luôn em không được đâu ơi cái đó cái đi nghỉ đâu mà khỏe mà khỏe mà ai nhân tính cơ mua đi hết anh thích bài 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 dân cần ba đó. Thì cả nhà mình thấy thì bên bờ bên kia thì cổ động viên rất là nhiều nha. Thì đua võ lãi này cả nhà mình cũng biết là cổ động viên trẻ rất là nhiều. Dân cỏ cho xong là tài trợ cho thằng kia. Đang đua mà có một sự cố bất ngờ luôn cả nhà mình. Một sự cố bất ngờ quy hữu. Quá sôi nổi rồi cả nhà ơi. Thì cả nhà mình cũng thấy là những cái bạn thành viên trẻ rất là sôi động nha. Thì khi mà trận đấu đầu tiên thì các bạn dùng hết khả năng của mình để chiến đấu nha. Thì coi vòng đầu tiên luôn. Vòng đầu tiên luôn cả nhà ơi. Thì những đội cổ vũ hai bên thì cả nhà mình cũng thấy quá chính xác luôn. Quá rồi, hai đội trên và hai đội dưới luôn cả nhà mình. Hai đội trên và hai đội dưới luôn. Và liên tiếp luôn. Thì không biết hai đội đầu tiên ai là người chiến thắng nha. Bắn đi, bắn đi, bốc đi. Hai đội đầu tiên. Thì tiếp theo hai đội tiếp theo ở dưới và hai đội tiếp theo nữa cả nhà mình liên tục luôn. Thì hai đội này đội nào sẽ là người chiến thắng nha. Rồi đội nào, đội bên đây rồi, cái bên đây có khả năng hơn rồi. Đó rồi rồi cả nhà ơi. Một cái tình huống mà không bao giờ mà nghĩ đến luôn. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ vỡ lại luôn. Chạy xuống sông tắm nước rồi cả nhà ơi. Bây giờ hai đội đang tiến tới rồi. Hai đội đang tiến tới nữa. Một. Đội số 3 rồi. Rồi, đội số 3 chiến thắng rồi cả nhà ơi. Đội số 3 chiến thắng rồi.
Vũ rồi cả nhà ơi. Tình Vinh ở đây quá trời à. Thì cả nhà mình là một cái tình huống mà cái vỏ lãi bị chìm là không ai báo trước nha. Không báo trước nha cả nhà. Rồi ơi, tiếp tục đội thứ tư nha cả nhà mình. Hai đội tiếp theo. Rồi, hai đội tiếp theo và đội áo xanh là có khả năng ăn đội áo trắng nha cả nhà. Rồi. Số 9 ăn số 10 rồi. Sa keo. Thì cả nhà mình thấy đội nào nó cũng có một cái thế lực riêng của mỗi đội nha. Thì có những thành viên. Thì hai đội này cả nhà mình thấy. Bây giờ cả nhà mình thấy là biết đội nào thắng rồi khỏi bình luận nữa. Biết đội nào thắng rồi khỏi bình luận nữa cả nhà mình. Thì cả nhà mình thấy đội ở trên này rất là trẻ năng động nha. Năng động nha. Quá rồi. Năng động, Thạnh Tăng, B2. Đội này toàn em bé vậy? Em bé không à. Về khỏi bình luận đâu cả nhà ơi. Đây cái đội kia ăn một ghe rồi đó cả nhà, ăn một ghe rồi. Quá rồi, về đất ơi, về đất nước Úc. Lâm Kiết ấp 23 số 14 thua Lâm Kiết nha cả nhà. Một những thành viên cũng trẻ trung công cả nhà mình. Thì cả nhà mình thấy hồi nãy cái vỏ lãi bên bản gì nó bị chìm. Đó là một cái tình báo là không báo trước nha cả nhà. Rất là tuyệt vời, cổ động viên rất là khắp nơi luôn cả nhà mình ơi. Hai bên bờ rất là nhiều nha. Có nhiệt luôn cả nhà ơi. Cả nhà rất là đông. Thì hai đội tiếp theo, đội áo vàng và đội áo xanh nha cả nhà mình. Thì đội áo xanh thì ăn một ghe nha. Thì bây giờ nước rút thì đội áo xanh đang cứu lên nha. Đội áo xanh đang lên, đang nước rút nha cả nhà mình. Đang nước rút. Bông không nha, bông không đang nước rút nha. Rồi, đội áo xanh Trung Thống 2 thua nha. Trung thống hai thì ở bên đường bên đây cả nhà mình cũng thấy rất là những cổ động viên rất là đông, hai bên đường rất là đông cổ động viên. Thì cả nhà mình cũng thấy là đang nước rút nha. Thì đội áo xanh là chiếm một ghe luôn cả nhà mình nha, nước rút nha. Thì các bạn bây giờ thì các bạn bơi rất là chậm để cho những cái trận đấu mà bán kết chung kết hay là lọt vào vòng nha cả nhà.
nướng bắp kìa, kinh sáng, kinh sáng nha cả nhà, kinh sáng, à, những cà phê kinh sáng nha. Thì các bạn quá đông, đầy đã ai cũng nha. Rồi, rồi quá trời rồi. Bông thơm, bông thơm nước kinh thạn nha, kinh ngay. Còn kinh căng nữa, kinh căng chưa tới. Rất là nhiều cổ động viên trẻ nha. Ở đây toàn là cổ động viên trẻ hết luôn. Rất là nhiều. Mình thấy bạn đang ăn rồi bạn không thèm bơi luôn cả nhà. Cả nhà mình thấy ăn rồi không thèm bơi luôn nha, chút cua lại khóc nè, trung thành, thấy không? Trung thành láo không? Đó. Rồi hai đội sao kìa, hai đội sao đang nước cút kìa cả nhà ơi, đang căng bằng căng sức luôn, đang nước cút đang căng bằng căng sức luôn, đang căng bằng căng sức cả nhà mình. Rồi không biết ai đây, bung tạo hay là tâm đốc, bung tạo hay tâm đốc không, tâm đốc. Bên đây thắng rồi, tâm đốc thắng rồi, mà tại vì bên kia là nó nhường cái gì á. Một cái hình ảnh mà trên sông rất là đẹp luôn luôn cả nhà mình. Ôi, đang to tài luôn. Rồi, sớm lắm. Trung thành ơi. Rồi, sớm lá thắng rồi. Sớm lá ăn rồi. Còn là sớm nhà tường chưa tới. Sớm nhà chòi nữa, còn sớm nhà chòi nữa. Quá đông cả nhà. Thì hai đội tiếp theo nha cả nhà mình. Yeah.
Ngon mình lắm, chảy con sông rất là đẹp nha. Một cái hình ảnh trên sông rất là đẹp, sông Âu rất là đẹp luôn cả nhà mình. Thì cả nhà mình một cái hình ảnh chúc mừng năm mới luôn. Rất là đẹp nha. Thì cả nhà mình thấy đội nào cũng là trẻ trung hết nha. Cũng năng động hết luôn cả nhà mình. Bây giờ thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi đó. Thì vòng 1 cả nhà mình đã biết kết quả. Thì bây giờ tới vòng 2 thì coi ai sẽ là người bị lội, không lội bước vào vòng trong nha. Vòng 16 nha cả nhà. Không có biết ngôn từ nào nói hết luôn. Hình ảnh ở tại con sông Trà Âu rất là đẹp. Thì chẳng thì con nhà mình cũng biết là trận đầu tiên thì biết kết quả ai thua ai thắng. Thì bây giờ lôi bơi trận thứ hai thì sẽ biết kết quả ai sẽ là người bị lội nha. Go!
là chung chiếu nữa là không còn sử dụng được nữa nha. Chẳng còn. Cả nhà con nè. Cổ động còn trẻ hơn đó, là đập cái thon cái nồi luôn. Cổ động rất là trẻ nha. Má sôi động rồi cả nhà ơi, hai đội đầu tiên vòng lua thứ hai nha. Trong đó thì có sự đóng góp của các anh là trong công bò bất chấp nước, hiện nay cũng là hỗ trợ kinh phí được 500 ngàn. Ở trong đó thì quá sôi động rồi tham gia buổi giải ngày hôm nay. Ngoài ra thì một số anh, một số chị, một số doanh nghiệp trên địa bàn của xã thì là công góp cho các một triệu cũng khá nhiều, nhưng mà ở đây thì ta không thể nói là không bao hơn. Ở đây thì ta tổ chức chúng tôi cũng rất là ghi nhận sự công góp của các vị để làm sao cho những năm tới các vị tiếp tục đồng hành cùng với ấp Thiên Đà cũng như là người dân chúng tôi. Quá thôi rồi. Rồi, chuẩn bị nước cốt rồi nghe cả nhà ơi. Thì đội áo vàng với đội áo trắng nha. Thì xa quá mình không có thấy tên hai đội nào trên trước. Bây giờ đã đang nước rút nha. Đang về chuẩn bị tới điểm đích. Thì hôm nay mình không biết đội nào của huyện nào lấy cúp nha. Thì cả nhà mình thấy chiếc cúp đã nằm ở trên đó nha. Có chiếc cúp rồi nha. Bên kia chú ơi, chú ba ơi, cả nhà ơi. Xe chú Mộc bị lội nha. Ghe màu vàng là ghe nào ta? Quá thôi rồi. Rồi. Ngang bằng luôn cả nhà ơi, ngang trước ngang bằng đội số 3 nó đang lên, đội số 2 đang lên luôn cả nhà ơi. Rồi đội số 2 đang lên, đội số 4. Rồi vậy là đội số 2 thắng. Vậy là thì ở đây cũng có cổ động viên rất là nhiều, như là rất là nhiều luôn đó cả nhà.
Thì hai đội tiếp theo, hai đội tiếp theo kìa cả nhà mình. Xíu không? Sao mà nhỏ như vậy ta? Thì cả nhà mình cái bên kia là cổ động viên bên kia rất là đông luôn, cả nhà mình xem nè. Rất là đông. Trung cống 2 là cả nhà mình biết kết quả rồi nha. Trung cống 2 là cô 2 chặn liên tục nè. Thank you.
Hãy subscribe
Con nít không mà làm gì mà bơi lại. Con nít không bơi làm gì lại.
lại. Yeah.
Thank you.
chiều hôm nay nha cả nhà mình. Thì, khu ba tà Âu cũng bị lội nha cả nhà. Thì, các bạn cũng về. Rất là đông đội trong đội đua ga ngo thì đổ lãi mini thì các bạn cũng đã biết ai sẽ là người bước vào vòng trong, ai sẽ là người bị đội. Đại diện đội trung thống công lớn. Đại diện trung thống. Đại diện trung thống.
sông lớn đâu không lại bỏ à. Rồi mời ba đội chúng ta bắt thăm. Bây giờ thăm này là thăm ai bắt ngay số 1 là nhất bản, số 2 nhì bản thì không là bị đội à. Bỏ chưa, số 0 bị đội, số 1 là nhất bản, số 2 là nhì bản. Rồi mời ba đội. Bản là trẻ bông thâm, nhị bản là ông tàu còn
trung bình đâu rồi, trung bình đâu rồi. Thằng trung bình nãy đi đâu rồi? Đi 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 đưa chỗ đội rồi đó. Ừ. Có giờ có liền nhiệm không? Hai đội đang về đích cân bằng với nhau nha cả nhà mình. Thì đội nào cũng đang cũng muốn mình lọt vào trong vòng trong để mình giành chức nha. Thì cái đội bên tay trái của mình cả nhà thấy thì đã ăn một ghe bên đội tay phải bên phải của mình nha. Quá quyết liệt luôn, nước uống cả nhà ơi. Rồi đã biết kết quả nha cả nhà. Sông lớn thua nha. Thì giờ này cũng là trưa rồi cả nhà. Thì có rất nhiều cổ động viên cũng đang cổ động nông nghiệp ở tại đây luôn. Tình luôn cả nhà mình nha, rất là sôi nổi. Thì cả nhà mình cũng thấy hai bên khán đài thì cổ động viên rất là đông, cổ động viên rất là đông trên hai cái khán đài của mình luôn.
nhớ là đông. Một chữ có Thạnh Tăng B2 đã ăn liên tục luôn nha cả nhà mình. Thì những cái vòng đầu tiên thì Thạnh Tăng đã ăn 3 trận liên tục. Thì bây giờ Thạnh Tăng ăn tiếp nha. Không đứt chọi. Thì cả nhà mình cũng biết là nước rút thì các bạn kéo rất là mạnh nha, dùng hết sức để về đích, để cho mình một cái vé bước vào ở trong vòng trong nha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và trận đấu của dòng 4 đội còn bán kết, đội nào thắng sẽ tranh nhất nhì, và trận đấu thua đội nào thua sẽ tranh ba ngôi. Và lượt trận bán kết đầu tiên giữa đội Chiếc Lạc Tươi và đội Thê Hai Thành Thân. Và trận bán kết thứ hai tập trung vào lập chiến đó. Đây là một trận đấu như tài năng chất giữa đối đội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, tránh nhất gì à. Cổ động viên của Trung Thành luôn, cổ động viên Trung Thành không, quá trời luôn cả nhà, quá trời luôn cả nhà mình. Thì đội Trung Thành thẻ với đội Cảnh Tăng Ai là tranh nhất nhì nha các bạn nha. Nó xung rồi cả nhà. Khi mà nước rút thì họ mới kéo hết khả năng của mình để tranh ai sẽ là người đứng vào top 3 hay là top 2, top 4 nha. Quá sôi nổi rồi. Quá hết sức đua với nước Úc nha, hai đội luôn. Thì mình khi mà nước Úc thì ai sẽ là người chiến thắng, tranh là top 3 nha. Rồi sớm lá rồi cả nhà ơi, có kết quả cho sớm lá luôn. Rồi có chấm lá, rồi chấm lá sẽ là đội dì ba nha. Rồi có chấm lá, kết quả rồi sấm lá luôn, kết quả rồi sấm lá luôn, giải ba nha, sấm lá đã dành giải ba. Hết sức quan trọng luôn, trận đấu cuối cùng hết sức quan trọng nha cả nhà mình, tranh nhất nhì Thạnh Tăng hay là ấp Thạnh Trung nha. Hả? Trung Thành hả? Trung Thành với Thạnh Tăng B2.
Thì ở trên bờ thì cả nhà mình thấy thì đội Trung Thành là cổ động viên Trung Thành rất là nhiều luôn nha. Thì đang xuất phát nha cả nhà mình. Đang xuất phát luôn. Ai sẽ là người chiến thắng lấy được cúp nha cả nhà mình. Cúp võ lãi nha, 2024 Tết cổ truyền Sơn Nam Sơ Mây 2024 nha cả nhà mình nha. Thì Thạnh Tăng đã qua Trung Thành nha. Thạnh Tăng đã qua Trung Thành nha cả nhà, đã vượt qua Trung Thành nha. Thì nước rút không biết như thế nào, để coi như thế nào Thạnh Tăng lấy cúp hay là Trung Thành lấy cúp nha. Thì Thạnh Tăng lấy cúp hay là Trung Thành lấy cúp, nước rút nha cả nhà mình. Nước rút rồi. Đây là có kết quả cho Trung Thành luôn nha. Đội Trung Thành giải nhì B2 Thạnh Tăng và giải ba Xóm Lá, giải tư là đội Chiến Thuật B đã kết thúc lại mùa giải rất thành công. Trong ba đối đội là B2 của Thạnh Tăng, Trung Thành, Kiết Lập B và đội Chống Lá, chúng ta lên khán đài để nhận giải. Xin cổ động viên Trung Thành cảm ơn bầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đội quân của lại Thiên Thành. Vui tuổi lại với hai thành công với số tiền là hai triệu đồng để ba đội quân tuổi lại tập trung lại để tư chúc lập B có tiền là 1 triệu đồng. Xin trân trọng cảm ơn được cái cúp rồi, cảm giác mình như thế nào? Vui lắm chú. Vui lắm hả? Lần đầu tiên đó chú. Quả là vui chú ơi. Sao mình hô to lên cái tên của đội mình coi. Chú đội nhỏ ơi, đánh Trung Thành. Đạo đâu vậy? Đạo đâu mình hô thắng vô lên. Trung Thành. Trung Thành. Muốn hết trận đạo 20 miếng đó nha, là chính hùng đó. Cảm giác mình cầm cúp như thế nào? Rất là sướng. Ngồi vô hàng đây, vô hàng đây. Ngồi ngồi dưới hàng. Không đâu, không đâu. Đi chạy kêu cô đạo đó. Kìa. Thôi nghe rồi. Kêu cô đạo vô đi. Ông đâu rồi? Đây không đó đi. Đây kêu cô đạo đi. Kêu cô đạo lại đây. Ai đây chứ? Tôi gặp cái gì tắm đây. Ngồi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây mọi người. Ngồi. 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 Ngồi.
Tao đỡ gì vô đây. Hết đây, giờ hết đây, chạy chạy đi đây. Đừng ơi. Xíu cập nữa. Xíu cập nữa bọn đạo nữa mà. Đi kêu bọn đạo. Đi kêu bọn đạo lên đây, cập hình luôn. Ở đây chứ bị nhẹ nhàng luôn.